Xin chào mọi người. Lần trước thì mình đã review một cái tấm năng lượng mặt trời có thể gấp gọn của thương hiệu LiPower, nhưng mà công suất chỉ có 120W thôi. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục review một cái tấm năng lượng mặt trời khác, cũng có thể gấp gọn, cũng là của LiPower luôn, nhưng mà công suất khủng hơn rất là nhiều, đó là tấm 210W luôn mọi người. Ok, thì mình vẫn tiếp tục sử dụng cái trạm sạc dự phòng Max 1000, tức là 1000W của LiPower để mình test cho cái việc là sạc năng lượng mặt trời từ cái tấm này 210W này vào trong cái trạm sạc. Ok, thì mình sẽ mở ra nha mọi người. Rồi, đây là cái tấm năng lượng mặt trời 210W của LiPower. Đó, thì sách khá là đầm tay mọi người, chắc là nó cũng phải 5-6 cân đấy. Đó. Và ở đây có một cái túi này, chắc là để đựng những cái đồ đầu ra của tấm năng lượng mặt trời để sạc vào các thiết bị. Đúng rồi. Thì đây nó có một dây đực và một dây cái âm dương thôi. Còn cái này là để nối vào các cái trạm sạc dự phòng hoặc là các cái thiết bị khác, có rất là nhiều đầu ra khác nhau nhá. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ mở dài cái tấm này ra nha mọi người. Ok. Rồi. Thì mọi người có thể thấy rằng là cái tấm năng lượng mặt trời này nó dài khoảng 2 mét, đằng sau nó có 3 cái chân đấy để có thể đứng được để đón nắng. Mọi người có thể điều chỉnh nó theo hướng nắng khác nhau nha. Rồi đấy, trông rất là chắc chắn, tấm rất là chắc chắn cho mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối cái tấm năng lượng mặt trời 210W này với trạm sạc dự phòng 1000W của LiPower. Ok, thì cứ dương nối âm, âm nối dương thôi. Và bây giờ cái trạm sạc dự phòng này sử dụng cái cổng sạc năng lượng mặt trời bằng cổng Anderson nhá. Thì mọi người cứ đỏ đối với đỏ mà đen đối với đen thôi. Ok. Ok mọi người, thì mọi người có thể thấy là điện năng lượng mặt trời đã bắt đầu vào trạm sạc rồi nhá. Thì đây, đây là cục pin điện đã bắt đầu vào nhấp nháy này. Còn đây là input là đầu vào này. Thì ngày hôm nay cũng không quá nắng. Thì cái tấm 210W này bây giờ đang vào được 150W này. Thì cũng khá là ổn nha mọi người. Thực ra 210W mà nó vào cỡ khoảng độ, nghĩ là nó sẽ rất là khó để có thể đầy đủ thông số được như nhà cung cấp, nhà sản xuất cung cấp là 210W. Mình nghĩ nó rơi vào khoảng độ 170, 180. Đã rất ok rồi. Và bây giờ không nắng lắm thì nó lên được khoảng độ 150. Đó, thì mình thấy là cái trạm sạc này cũng rất là ok nha mọi người. Thì khi mà sử dụng cái tấm năng lượng mặt trời để mà sạc cho cái trạm sạc như này thì mọi người lưu ý nhé, là mình ở đây nó có một cái dây đực và dây cái này âm dương, thì mọi người tuyệt đối là không, khi mà không tháo kết nối hoặc là kết nối chúng nó với nhau khi mà vẫn còn đang cắm điện vào trạm sạc nhé, tức là đang có tải đó, thì nó sẽ rất có thể là nó sẽ làm hỏng cái thiết bị của mình hoặc là nó làm hỏng cái tấm năng lượng mặt trời. Thì đầu tiên mọi người phải, khi mà muốn tháo kết nối thì mọi người phải rút cái dây ra, sau đó thì mọi người mới tháo kết nối đó. Rồi, rất là đơn giản nha. Và ngược lại thì khi mà mình bắt đầu sử dụng, khi mà mình muốn kết nối nó với nhau, khi mà kết nối hai cái dây này với nhau thì mình cũng không được là cắm cái này trước, nếu cắm như này thì cũng có thể nguy cơ là nó sẽ hỏng cái thiết bị của mình. Ok, thì thực sự là với một cái tấm năng lượng mặt trời mà khủng như này, có công suất 210W như này, thì thật sự là nó quá là tiện lợi. Mọi người có thể hứng được rất là nhiều điện, có thể nạp được rất là nhiều điện vào cái thời gian nóng, đặc biệt là khu vực miền Trung, khi hoặc là khi mình đi camping, hoặc là mình ở trên thuyền, hoặc là trên ô tô vân vân, để mà có thể sạc điện cho những cái thiết bị năng lượng như là cái trạm sạc dự phòng này, và mình sử dụng vào buổi tối. Thì thực sự thì đây đúng là một cái thiết bị rất là tuyệt vời và phù hợp cho những cái chuyến camping, cắm trại đi chơi của mọi người. Rồi, nếu mà mọi người có nhu cầu hay là có câu hỏi gì liên quan đến cái tấm trạm sạc LiPower 210W này thì hãy cứ liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn.